Hello, xin chào cả nhà nhé. Chào cả nhà một buổi chiều. Một buổi chiều đẹp trời chứ cả nhà. Hôm nay có tí trời quang nguyên tạnh, mấy hôm mưa to. Hôm nay quang nắng, có dấu hiệu nắng. Nắng cho bà con được nhờ. Mưa to chứ. Mặt trời đã đang chuẩn bị lặn này. Đấy. Đi đâu đi theo cả nhà. Ngộ chưa? Đáng yêu chưa? Đấy. Thanh niên nô đi đâu bông nữa, đi đâu cũng đi theo. Nên trần nhà này cũng lên. Nên mình lên đây mình cấu ít nói tranh lại chia sẻ cả nhà nhá, chiều nay nhá. Đấy, có một mình làm video thôi. Đầu bếp Hải nó mua hộ mình một cân sách dâu ấy cả nhà. Đấy. Đi làm nó bảo dòng này gần hàng xóm cho nó có người thịt trâu. Nhưng mà mình ở thế lấy cho ít sách nhưng mà không có người ăn thì nó bảo thế không có ăn thì lấy hộ mình một cân thôi. Cân hơn cân kẹo như tính một vòng cân cả nhà. Cái sách trâu ấy. Đấy. Nhưng mà nó về nó không làm được cùng mình, nó không ăn được cùng mình được cả nhà. Nó về nó tối còn đi làm ca đêm. Đấy. Nó làm ca đêm. Lại một mình chia sẻ nhá. Lại hôm nay là cái hôm nay mình sách trâu mình không làm, không nấu nữa mà mình luộc lên. Mình làm sạch rửa sạch để nguyên bản màu đen, mình không cạo trắng đâu. Nhưng mà mình luộc lên để chấm lại chấm chéo nhá. Ăn xem kiểu này, cái bố bạn kiểu này nó giòn nó ngon. Đấy, làm kiểu này. Đấy. Trước thì là sách trâu xào các thứ rồi hôm nay lại làm cái sách trâu luộc cả nhà. Nên là mình sẽ cấu cái nái chanh để xuống luộc cùng cho nó. Lá chanh rồi là hành gừng xả luộc lẫn. Nói xả chết rồi đã quên, không mua xả thôi chẳng cần được. Bỏ qua. Dứt quả chanh xuống để tí cho vào chấm chéo, pha chấm chéo để làm nước chấm. Sách trâu luộc chấm chấm chéo nha cả nhà nhá. Đấy. Nên đây làm quả chanh. Đấy. Chanh cây nhà lá vườn tha hồ. Đấy. Không rồng thì vẫn phải mua thôi, vẫn phải mua để ăn được cả nhà nhá. Một mình ta lại làm video, những cái chờ người kiếm ở đâu cả nhà có nhận đâu. Người làm thì làm gì có, người ta phải đi làm đi ăn chứ, có một mình thôi. Đấy, lại đi làm đi ăn, không phải ở nhà ăn nhậu đâu. Việc của mình là mình làm, một mình lại chia sẻ cả nhà. Là anh em nó rảnh gặp được lại ngồi thì nó đông vui, ăn nhậu thì nó ngon, mà không có thì lại một mình ta làm. Việc của mình là mình làm, ăn rồi chỉ là sản xuất video về nước xem ẩm thực vùng miền, mỗi người mỗi ăn mỗi kiểu, mỗi làm mỗi cách khác nhau cả nhà cũng nhận đâu. Cứ chia sẻ những cây này đấy. Móc mật mình bằng hết trần thì mình để cái loại này đấy, cái nhà. Ao, trần rộng này không có sức mà để, vợ mình kêu suốt ngày sập trần mất. Hình là ô tô đường cao tốc đấy. Tí mặt trời nghe nói sắp lặn rồi đấy, còn một gang tay nữa là nặn. Ngày xưa cứ bảo một gang tay. Mặt trời còn gang tay nữa thôi. Bây giờ số mình chia sẻ nha, là làm cái sách trâu, rửa sách trâu sạch sẽ nó cho vào luộc để chấm chấm chéo nhá. Mình lại chia sẻ như vậy, một mình lại chiến một cân sách trâu. Đây cái rau mỏ. Nấu canh cà rô ngon lắm. Cho nó bò cho nó mát. Làm cái dàn này để che đây vẫn cho nó bò lên, bắn cái mái này vẫn cho... Cây nó rỗi là sơ xác, bị gió bão quật sơ xác. Rồi xuống là lội lửa rửa sạch sẽ đi, bắt đầu là để nguyên bản cả nhà, thế nào bắt đầu là luộc chấm chấm chéo cái hoa lan này cả nhà này. Đấy, lại ra mầm này tiếp. Đấy, cái hoa đỏ, cái ớt vào trong này là nó kín gió. Hành nhẹ đi cấu mấy cái răng cưa nữa để làm cho chấm chéo cho thơm. Đấy, nhẹ đâu không ăn, cho nó không ăn nó lên hoa đây. Đấy. Ớt
sư xã cái bên nào có người là mình có khả năng chuyển nốt mấy cái này lên trần để nốt cho nó tập kết vào một chỗ được cả nhà. Nát ra thế này gì quá. Đi xuống nhanh lên. Đâu đi theo. Khổ lắm cơ. Đúng rồi. Đây là cả nhà này. Đây là na chanh mình vừa cấu đây rồi. Đấy. Gia vị là na chanh này. Hành này. Gừng này, riêng này. Đây còn sách châu đây. Hơn 1 cân. Một cân mốt 2 tính 1 cân. Đây mình định cạo sạch cái này trắng này. Nhưng mà bạn nó điện nó bảo là không cần làm sạch, ăn kiểu này nó ngon. Tại mình hỏi sẽ làm món gì. Công ty nó bảo này cứ để này là ăn ngon. Đấy, sách châu này. Đấy. Mình ngồi mình cạo nó gần sạch hết này. Đây mà không có bạn Hiền nhậu chán nhỉ. Đấy. Nước nước đây gọi là sách trâu nó đắt nhất trong con trâu. Làm hơn cân này. Kiểu từng nước mới gọi là quyển sách. Ở bên Thái là họ hay ăn sống cái này. Mình xem nhiều họ cứ xé cái này ra ăn sống được. Chiều nay nó mổ nó dậy nó lấy nó mang xuống cho mình cả nhà, thế là nó đi làm luôn rồi. Một ngon chịu không ăn được, tối con đi làm ca đêm. Nên mình mang đi luộc các cả nhà nhá, cho gia vị vào luộc. Sách châu luộc chấm với chẩm chéo. Tôi ăn cái nước sôi. Gia vị, ớt chanh, hành tỏi. Gừng, lá chanh và sách châu. Nhiều cái này nó cũng nhanh chín được cả nhà luôn. Tranh thủ nó chờ cho chín lại chia sẻ cả nhà những hoa dâm bụt của biển. Chầu này rất là nhiều hoa. Đấy. Đẹp lắm, đỏ tươi, sắc thắm. Thích chưa cả nhà? Đây. Đấy. Bụi hoa dâm bụt chăm sóc bao nhiêu lần. Ngày xưa mình không biết nó cứ sâu mà mình không biết đường phun nó. Bây giờ phun phát hết ngay cả nhà. Phun hết cái là bắt đầu là nó ra hoa ngay, ra nụ ra hoa ngay, nó không bị sun. Cái hoa này chạm cả vào đầu vào mặt luôn. Cả nhà. Tầm thấp này. Nhìn nó đẹp chưa? Đấy. Rất đẹp. Đấy, còn một em này nghe thiện là lớp ở trong vùng này đẹp chứ. Nụ hoa rất nhiều. Lần nào quay video mình cũng quay vào đây. Đấy, cả nhà. Con thằng này nó đang nằm ở cái nắp rượu này. Đấy. Đấy không? Nó phơi nắng đấy. Đấy. Con rắn bối. Đây là cây đào của mình, Tết xong mang đây tưởng là chết thế mà nó lại vứt lên. Cái ớt chi mỉa. Lấy nhiều một phần về. Đấy, bây giờ mình sẽ pha bát chẩm chéo trước nhá. Chính này. Rau thơm, răng cưa này. Đó. Chẩm chéo của mình đây. Này, ăn gần hết một lọ rồi cả nhà. Cay lắm cả nhà. Cho từng ngày một mình chấm từng này cho nữa này cho cay từng này cay lắm cả nhà. Mình tí nữa ăn mình vắt chanh vào sau nhé cả nhà. Bây giờ mình lấy tí nước nóng mình cho vào đây để cho ngâm nó lở ra đã.
ngâm một tí nó mới nở ra cả nhà. Rồi hai xìa cay lắm ấy. Rau thơm ớt này. Cho thêm quả quả ngâm một lúc nó nở ra cả nhà, thái ra như cả nhà nhỉ. Úi giời, đúng là quyển sách cái khác nhỉ. Giòn lắm, trông như là cái bắp cải như cả nhà. Tớ mới chấm cháo hợp thật đó. Đúng như là cái bắp cải. Cũng nóng quá. Ủa nóng quá, nóng quá. Đi xì cái bắp cải luôn. Đi trang cái bắp cải cả nhà. Ủa nóng lắm. Bóng tay. Ui, sao miếng to này ăn tí cho đã cái mồm. Ui nóng ạ. Đủ hơn cân thế này mà nó cũng ngọt phết cả nhà. Cân 1, cân 2 mình tính là gọi bọn cân đã xong rồi cả nhà nhá. Đấy đã xong nhá cả nhà nhá. Mời cả nhà, sách trâu này, chậm chéo này, chanh này, cốc rượu này. Đấy, rau muống cà đến ghém. Đấy, mời cả nhà ăn cùng với mình nhé, là sách trâu xào luộc chấm với chấm chéo nhé, luộc chấm với chấm chéo làm cốc rượu này cho mát mẻ thằng người. Đây, bây giờ vắt chanh vào cái bát chấm chéo cả nhà. Vời lắm cả nhà. Ôi giời, được ạ. Mời cả nhà. Bục luôn rồi. Húp cả nước. Mời cả nhà nhá. To quá. Hôm nay mà không không có bạn Hiền nhậu chán nhỉ cả nhà nhỉ. Giòn dần sập. Dòng vốn này dầm ở trên.
keng. Sụp ngon ngon đấy. Cay quá, chậm chém mình cho nhiều cay quá. Ngon lắm cả nhà, giòn tan. Cay quá nhưng mà nó sướng cả nhà, cay nhưng mà nó vẫn sướng. Mời cả nhà nha. Cái thông mũi bác mua đấy cả nhà. Thế thì cho một nửa xìa u tai luôn. Keng. Rau mì chính cả nhà ngon, ăn rất ngọt, nó canh cũng ngọt. Như khu vực mình, cái này là nhiều tiền nhất trong con sâu.
mình bạn cầu miền theo là chỗ các bạn này, cái này là rẻ nhất, mình nên chịu, nó tùy từng nơi đúng không? Xong cốc công diện. Kéo cày quá. Đã đạt rồi hả? Đúng cân. Hết bay. Ăn một cân sách trâu luộc chấm với chấm chéo. Ở video mình chia sẻ đấy nha, là hôm nay làm cái sách trâu của đầu bếp Hải, nó gần nhà nó mua cho nhà nó thịt mà, ở cái xóm nhà nó có mấy ông thịt trâu mà nó mua nó mang cho mình về nó đi làm luôn. Thế là mình làm video mình chia sẻ cả nhà, thế là làm cái sách trâu này luộc chấm chấm chéo nha. Hẹn cả nhà lúc sau, chào cả nhà yêu.